Bây giờ em sẽ trực tiếp test thử cái máy khò nhiệt của Hukan này, một sản phẩm mới ra mắt của Hukan. Đấy, các bác thấy không? Rất là nóng nha. Đấy, thủng lỗ to luôn. Di đến đâu cái là có thành vẹt luôn lên đấy nhá. Đấy, các bác thấy không? Máy rất là nóng. Rất là xịn sò nhá. Đấy. Thân máy khò nhiệt của Hukan.